Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Công ty Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì vận chuyển dầu cho Iran. Hoa Kỳ hôm nay 3 tháng 3 đưa một loạt các công ty vào danh sách đen bị trừng phạt vì tham gia vận chuyển hoặc bán các sản phẩm dầu mỏ hay sản phẩm hóa dầu của Iran, trong đó có một công ty Việt Nam và 8 tàu vận chuyển của công ty này. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có 20 tàu của 6 công ty bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt mới nhất. Tám tàu trong số này thuộc công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Bông Sang Vàng có trụ sở tại Hà Nội. Sáu trong số các tàu thuộc về một công ty Trung Quốc và sáu tàu còn lại thuộc công ty quản lý Thụy Điển, mặc dù có vẻ như chúng có rất ít mối quan hệ với Thụy Điển. Những chỉ định này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đối với Iran. Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại những người cố gắng phá vỡ các biện pháp trừng phạt của chúng tôi, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói trong một thông cáo. Theo đó, tất cả các tài sản và lợi ích tài sản của các thực thể trên tại Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ đều bị phong tỏa và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC của Bộ Tài chánh Mỹ. Ngoài ra, bất kỳ ai thực hiện các giao dịch liên quan đến các công ty và tàu bị chỉ định trong danh sách đen đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm. Lâm Đồng có nguy cơ mất gần 5.000 hecta rừng do khai thác bô xít. Trong 21.170 ha đất đã được cấp phép để thăm dò, khai thác quảng bô xít ở Lâm Đồng, có khoảng chừng 4.906 ha rừng, trong đó 2.397 ha rừng tự nhiên. Diện tích đất này thuộc về các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Lâm Đồng cho biết, theo luật, hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản không được phép thực hiện trên đất rừng tự nhiên. Qua kiểm tra cho thấy, các giấy phép đã được cấp trồng lấn lên đất rừng của 12 doanh nghiệp đang thuê để làm dự án. Chủ trương của tỉnh Lâm Đồng là phải giữ rừng, nhất là rừng tự nhiên nên việc khai thác quạng bô xích, theo quy hoạch đã được cấp phép sẽ làm mất khoảng một diện tích lớn nhất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng. Do đó, sở này đề nghị chính quyền tỉnh này phải xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. Nhiều năm qua, những dự án khai thác quạng bô ở tại các tỉnh Tây Nguyên đã vấp phải phản đối quyết liệt của giới khoa học, với nhiều mặt hại hơn là lợi như là chiếm dụng đất rất lớn mà hiệu quả tạo ra việc làm thì rất thấp. Nguy cơ bị bùn đỏ, chất độc hại không bao giờ phân hủy, làm mất nguồn nước hiện nay đang còn thiếu cho phát triển cây công nghiệp và nguy cơ làm thay đổi môi trường sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, bất chấp người dân phản đối, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định khai thác bô xít được tại Tây Nguyên là chủ trương lớn. Ngày 3 tháng 3 năm nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin các loại hải sản của Mỹ như là cá hồi, cá tuyết, cá minh thái, tôm hùm, cua hàng đế, đang nhập về Việt Nam ngày càng nhiều và Việt Nam đang là trung tâm tiêu thụ hải sản của khu vực. Xuất cảng hải sản Alaska sang Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, từ 9 triệu Mỹ Kim của năm 2018 lên đến 27 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái, trong 4 năm tăng gấp 3 lần. Trên các trang YouTube bằng tiếng Việt đang có phong trào cổ vũ ăn cô hoàng đế và tôm hùm được nhập từ Mỹ và Canada. Giá một con tôm hùm 3 kg khoảng 126 mỹ kim, một con cua hoàng đế 3 kg khoảng 252 mỹ kim. Nhiều người sẵn sàng chi 421 mỹ kim bằng cả tháng lương của đa số người lao động Việt Nam chỉ mua được có một con tôm hùm và một con cua hoàng đế. Nhiều người xem như vậy đã là niềm hãnh diện không ít, nhưng không ít người muốn chứng tỏ sự giàu sang và sành ăn. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, một trang mạng video ở trên YouTube chuyên cho xem các món ăn sang đã được thâu hình chi tiết các món ăn đãi bạn bè ở tại tiệc thôi nôi bé trai, con chủ quán hải sản ở Tân Sơn Nhì thuộc về quận Tân Phú. Ông chủ này đãi bạn bè ở tại quán theo kiểu cây nhà lá vườn với rất nhiều cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bào ngư và ốc hương đã thu hút gần 300.000 lượt xem với nhiều lời trầm trồ gia chủ là quá sang. Đãi một bàn tiệc mừng thôi nôi con mà trị giá đến 4.215 mỹ kim. Các thực khách ở trong video cũng có vẻ rất mãn nguyện vì được đãi bữa ngon. Khách sạn Giác Vàng ở Hà Nội sẽ bán cho tỷ phú người nước ngoài. Trên mặt báo, ông Nguyễn Hữu Đường, đại gia Đường Bia, chủ tịch Hòa Bình Group cho biết, công ty đang ra bán khách sạn Giác Vàng Đô Chê, Hà Nội Golden Lake tại khu đất vàng B7, thành phố Hà Nội, với giá chào bán khởi điểm 250 triệu Mỹ Kim. Dự kiến từ tháng 4 năm nay, khách sạn Giác Vàng này sẽ có chủ mới. Các đối tác đang đàm phán mua khách sạn giác vàng là những tỷ phú tới từ Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khách sạn giác vàng Đô Chê Hà Nội Golden Lake, cao 25 tầng, nằm trên khu đất vàng, trung tâm Hà Nội có 3 mặt giáp đường. Khách sạn có 342 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, trong đó có 8 phòng họp tiêu chuẩn, bể bơi vô cực, giác vàng, phòng fitness với trang bị hiện đại và 3 nhà hàng đa dạng Á-Âu. Ngoài ông Đường, báo tuổi trẻ loan tin hiện có khoảng 70 khách sạn lớn nhỏ khác tại Đà Nẵng cũng đang nhờ các công ty môi giới rao bán từ hàng ngàn đến hàng triệu Mỹ Kim do kinh doanh thua lỗ kéo dài thời gian qua. Ngành vận tải biển đã qua thời Hoàng Kim. Từ người đỉnh cao về giá cước 15.000 đến 20.000 Mỹ Kim cho mỗi container, giá vận tải biển hiện nay giảm hơn 80% và tương lai hồi phục khó được tính bằng tháng Số liệu cho thấy giá cước vận chuyển từ Sài Gòn đến Bắc Âu lập đỉnh ở khoảng 15.000 Mỹ Kim cho một container 40 feet vào tháng riêng năm 2022 và rơi giảm liên tục chỉ còn khoảng 1.700 Mỹ Kim cho mỗi container 40 feet hiện nay, thấp hơn đến 89% so với đỉnh điểm. Đối với tuyến Bắc Mỹ, Cước từ Sài Gòn đến Los Angeles ở bờ Tây lập đỉnh khoảng chừng 12.000 Mỹ Kim cho mỗi container 40 feet vào tháng 9 năm 2021. Ngày nay thì còn khoảng chừng 1.400 Mỹ Kim giảm mạnh đến 88% so với đỉnh điểm. Tương tự, cước đến New York ở bờ Đông giờ còn khoảng 2.900 Mỹ Kim cho mỗi container 40 feet, giảm đi đến 81% so với đỉnh điểm khoảng 15.000 Mỹ Kim. Theo các chuyên gia, kỳ vọng thị trường vận chuyển sôi động trở lại không thể tính được bằng tháng Thời gian phục hồi ở Việt Nam cũng được ước lượng có thể là nửa năm hoặc là hết năm nay. Nhiều chuyên gia cho rằng có bốn nguyên nhân khiến cho giá cước lao dốc. Sức mua ở tại các thị trường lớn ở Bắc Mỹ và Âu châu giảm mạnh bởi lạm phát và kinh tế yếu. Trong khi hàng tồn kho còn nhiều nên phần lớn các nhà nhập cảng chưa có nhu cầu để nhập hàng thêm từ các nước Á châu, trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra hoạt động sản xuất của Trung Quốc có chậm lại trong thời gian qua, trong khi các vấn đề tắc nghẽn các cảng phần lớn đã được giải quyết thu 84.000 Mỹ Kim từ việc lừa nhắn tin vay tiền qua Facebook. Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Nam ngày 3 tháng 3 cho biết, hai nghi can Lê Vũ Phong và Lê Minh Đức cùng 19 tuổi ở thị xã Quảng Trị đã bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngoài hai nghi can trên nhóm còn có bốn người khác tham gia theo giới hữu trách nhóm này tạo một trang web giả mạo với nội dung bình chọn tài năng nhí gửi đường link đến tài khoản facebook định chiếm đoạt lừa họ cung cấp thông tin gồm tên đăng nhập mật khẩu và số điện thoại chủ tài khoản thực hiện theo yêu cầu sẽ bị nhóm này chiếm quyền sử dụng khi có được tài khoản nhóm mạo danh nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ để mượn tiền và chiếm đoạt tài sản Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ tháng Giêng đến nay, nhóm này chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo lừa đảo hàng trăm người. Chi tiết ba tài khoản ngân hàng cho thấy tổng giao dịch chuyển tiền vào gần 84.000 Mỹ Kim. Công an cũng thu giữ 10 điện thoại, 2 máy tính, 15 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến nhóm này. Lừa đảo qua Facebook bị hát là thủ đoạn đã cũ, thế nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy lừa từ hàng loạt vụ án do công ty khám phá thời gian qua cho thấy những vụ Facebook bị hát diễn biến phức tạp, người dân cần đề phòng cảnh giác với các thủ đoạn hành vi này. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần thuộc về Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 8 giờ 9 phút 43 giây sáng hôm nay, một trận động đất 3.2 độ xảy ra ở tại khu vực huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc. Độ sâu chấn tiêu khoảng 16 cây số. Trước đó vào lúc 4 giờ 49 phút ngày mùng 3 tháng 3. Trận động đất đó có độ lớn là 4.4 độ ở độ sâu chấn tiêu là khoảng 16 cây số đã xảy ra ở tại huyện Mường Tè thuộc về tỉnh Lai Châu, không gây ra rủi ro thiên tai. Còn vào ngày mùng 1 tháng 3 và lúc 23 giờ 24 phút 22 giây tại huyện Thuần Giáo thuộc về tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn là 3 độ, độ sâu là khoảng 16 cây số. Viện trưởng của Viện Vật lý Địa cầu là Nguyễn Xuân Anh cho biết, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần tiếp tục theo dõi biến động ở của các trận động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương. Số tiền bị tham ô tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng lên đến 136 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3, Công an Đà Nẵng cho biết mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như, 36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ông Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chánh, bà Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường, để điều tra về tội tham ô tài sản khởi tố bắt tạm giam ông đoàn quang vinh cựu hiệu trưởng trường đại học bách khoa đà nẵng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí Bước đầu xác định bà Như đã dùng các thủ đoạn gian dối để gặp bà Tâm và dựng lên chuyện góp vốn làm ăn nhằm chiếm đoạt tiền của bà này trong hàng chục tỷ đồng. Số tiền mà bà Như chiếm đoạt từ thủ quỹ Tâm được bà này sử dụng để mua nhiều bất động sản, xe hơi hạng sang và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa giao dịch kê biên số tài sản trị giá hơn 25 tỷ đồng từ bà Phạm Thị Huỳnh Như. Cùng với đó là nhiều bất động sản, tài sản, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Sơ bộ đến nay, tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng, trên tổng số 136 tỷ đồng mà các bị can đã rút ruột từ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Sở Y tế Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế, đại học y dược ở trên toàn quốc không tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo, 6 bác sĩ có vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương. Công văn vừa được Sở Y tế Bình Dương gửi đến các bệnh viện đa khoa và phòng khám đa khoa ngoài công lập ở trên địa bàn của tỉnh, cũng như bệnh viện, đơn vị trực thuộc về Bộ Y tế, Sở Y tế của các tỉnh và các thành phố trực thuộc về Trung ương, cũng như Đại học Y dược ở trên toàn quốc. Sở này đề nghị các đơn vị nói trên không tiếp nhận hay là tuyển dụng hoặc là đào tạo đối với 6 bác sĩ có vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương. Trong số 6 bác sĩ nói trên, 5 người cộng tác ở tại các khoa nội tim mạch, thần kinh, ung bướu, nội tổng hợp và nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và một bác sĩ làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng. Các bác sĩ thuộc diện được chính quyền tỉnh cử đi đào tạo hoặc được hưởng tiền theo diện thu hút nhân lực và cam kết phục vụ từ 6 cho đến 10 năm. Tuy vậy, những người này đều tự ý nghỉ việc và chưa bồi thường khoản kinh phí đã nhận cho tỉnh. Và đó là phần tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương.